Chào các bạn, trong video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn làm món đậu phụ trứng. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món đậu phụ trứng chiên. Đây là một món ăn rất là quen thuộc của nhiều gia đình. Để việc làm món này thì rất là đơn giản và dễ làm, để được những cái khoanh đậu rất là giòn và ngon. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Để nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị cho mình và cùng có đậu phụ trứng, một gói bột chiên giòn, một gói bột chiên xù, hai trái trứng, muối và rau sống để trang trí. Và dụng cụ cần thiết thì là chảo chống dính. Đây là một cái vật dụng quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình. Và sử dụng chảo chống dính ở nhiệt độ vừa phải để khi chiên đậu không bị dính và dễ dàng hơn khi rửa. Ngoài ra bếp để sử dụng cũng rất quan trọng, nhiệt độ chiên vừa đủ, lửa đều, phụ thành phẩm sẽ vàng đều, giòn rụm mà không cần sử dụng quá nhiều dầu. Về cách làm thì đầu tiên các bạn cắt đậu hũ thành những khoanh nhỏ, rồi sau đó rắc một chút muối lên. Nhưng mà trong cái video hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn là đã cho muối vào đậu hũ rồi thì các bạn có thể bỏ qua bước này. Đồng thời các bạn sẽ đập trứng và đánh tan trứng và nhúng từng khoanh đậu hũ trứng qua trứng, rồi cho vào đĩa bột chiên giòn, lại nhúng thêm một lớp trứng nữa và nhanh chóng cho vào đĩa bột chiên xù, lăn đều qua bột được bám đều lên đậu hũ và cho đậu hũ vào tủ trong khoảng 30 phút cho đậu cứng, có nghĩa cho vào tủ đông để cho đậu cứng và không bị bể khi chiên. Và bước tiếp theo là các bạn sẽ bắt chảo dầu nóng, không nhất thiết là phải ngập dầu, và cho lần lượt từng khoanh đậu hũ và chảo để chiên. Nhớ để chở đậu cho đều tay để tránh bị cháy. Và đậu hũ đã chiên vàng giòn thì vớt ra và để ráo rồi thưởng thức. Và lớp vỏ ngoài giòn rụm đậm đà, thêm vị béo mềm của đậu hũ trứng, ăn kèm với tương ớt và sốt thì sẽ rất là ngon. Và chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.